Tối ngày 16, rạng sáng 17 tháng 11, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng theo chân tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đi kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích ở chân cầu Sài Gòn, hướng đi đường Trần Não, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức. Tại đây, các phương tiện giao thông lưu thông qua khu vực đều bị cảnh sát giao thông chặn lại để kiểm tra. Khoảng 21 giờ 20 phút, tổ công tác dừng xe một người đàn ông sinh năm 1978. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn là 0,322mg trên 1 lít khí thở. Trong lúc lập biên bản, ông này xuất trình thẻ phóng viên của Hội An toàn Giao thông Việt Nam để xin được bỏ qua và gọi điện cho sếp để người này nói chuyện với cảnh sát giao thông xin bỏ qua. Nhưng lực lượng chức năng đã yêu cầu người này chấp hành quy định và lập biên bản xử phạt 17 triệu đồng, tước bằng lái 17 tháng, tạm giữ xe 7 ngày. Hơn 1 giờ sau, lực lượng lại phát hiện một người đàn ông lái ô tô sinh năm 1985 có nồng độ cồn là 0,193mg trên 1 lít khí thở. Người này cho biết do có bạn gái từ Hà Nội vào nên lúc chiều nhóm bạn có đi ăn và uống vài ly bia. Với lỗi vi phạm này, cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 11 tháng và tạm giữ xe 7 ngày. Đến hơn 22 giờ, tổ công tác bất ngờ phát hiện một tài xế taxi nồng nặc mùi rượu bia. Qua kiểm tra, nồng độ cồn của tài xế này ở mức kịch khung là 0,536mg trên 1 lít khí thở. Tuy nhiên, tài xế này liên tục phân bua là chỉ uống vài lon bia, mong các anh thông cảm. Lúc này, người phụ nữ đi cùng xe, người nồng nặc mùi rượu bia kéo tay phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng ra nói nhỏ, có cách nào xin các chú được không em? Khổ thân anh ấy làm tài xế taxi đâu có nhiêu tiền. Này công ty Liên Hoan, ảnh ra ngồi chung và uống thay chỉ có một lon bia à? Mà em quay phim chụp hình vậy có đăng báo không? Đăng báo ảnh hưởng đến công ty là tụi chị cũng không làm ăn được. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt 35 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng, tạm giữ xe 7 ngày đối với trường hợp này. Biết mức xử phạt, tài xế này nói, bản thân làm nghề lái taxi, tước bằng 2 năm là coi như mất nghề và mong thông cảm. Cảnh sát giao thông đã hướng dẫn ông ra xe lấy hết vật dụng cá nhân và phân tích rằng, tối nay ông không gây tai nạn giao thông đã là may mắn.